Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc một bài đọc dạng EK đự Đây là bài số 2 trong dạng bài này, mình sẽ cùng phân tích nhé Chúng mình nhớ làm bài trước khi mà xem đáp án nha Con người dù là bất kể ai đúng không? Thì đều thích sự tự do cái từ DAD này là cấu trúc ngữ pháp là cho dù là A, cho dù là B nó có thể được sử dụng một lần trong câu này nhưng mà cũng có rất là nhiều các cái trường hợp khác là nó sẽ dùng sử dụng DAD rất là nhiều lần đúng không? Dù là A DAD, B DAD gì gì đó thì nó mình có thể lặp đi lặp lại cái cấu trúc này hai đến 3 lần trong câu uh, để nhấn mạnh cho cái việc là cho dù là bất kể cái gì tố ạ Vươngặ tụ Khan gai temura mô y để số là tố hóa đây là định nghĩa này định nghĩa rằng là Khan uh, gai temura mô vớpt mô là bạn có thể uh, hiểu như vậy thì cũng được uh, chúng ta có thể định nghĩa đúng không tự do chúng ta có thể hiểu hoặc là nghĩ tự do nó là sự uh, tùy tiện cá nhân hay là sự uh, hành động theo những cái gì mà mình thích thì nó sẽ là dư bừng cặt tệ làm theo những cái điều mà mình thích. ạ dư konomimas con người thì rất thích cái việc là làm theo những cái gì mà mình thích rất là thích tự do kiểu cá nhân đấy, làm theo những cái gì mà mình thích. Daga của tố nhưng mà lại ghét cái việc người khác tuy nhiên thì ghét sự tùy tiện của người khác hay còn gọi là ghét cái việc mà người khác trở nên tùy tiện. Mình thấy hai cái câu này nó đều uh, có chung một chủ ngữ đó là ningen. Uh, ở cái câu đầu này nó nhắc là ningen nhưng mà câu thứ hai thì người ta không có nhắc cái ningen ấy nữa và mình sẽ hiểu là con người thì thích uh, làm theo những cái gì mà mình thích nhưng mà lại ghét cái sự tùy tiện của người khác. Da gà đây là để nối hai cái câu đấy với nhau thể hiện sự trái ngược. Uh, Nikumimasu Nikumimas ở đây là kiểu cả căm phẫn rồi tức giận. Daremo jibun katte ni furumao to suru to tani no katte to so to Ở đây mình bắt gặp cấu trúc là yo to suru là mình cố gắng làm cái gì đó. Khi mà mình cố gắng hành xử dademo gác ở đây là ai thì cũng uh, sẽ cố gắng làm sao hành xử theo những cái gì mà mình muốn này uh, và sẽ xô tốt sự simas khi mà làm như vậy thì sẽ xô tốt sự là sẽ xung đột với lại cái sự uh, tùy tiện của người khác uh, hay còn gọi là sự tự do của người khác ở trong cái bài này nó là cái dạng bài y đựng Nên là mình sẽ phải tìm ra được cái A nó đang y đựng với cái B là cái gì A và B nó là gì Thì trong cái câu đầu tiên ở đây người đang nói về Diêu là sự tự do Sau đó là người ta nhắc Diêu người ta định nghĩa nó bằng với Diêu bằng cặt tệ Nên là ở những cái câu sau này nó nói về cặt tê Thì nó cũng tương đương với cái từ Diêu như các bạn Nên là cái đoạn này này nếu như mà ai cũng hành xử một cách uh, tự do theo những cái gì mà mình thích ý, thì sẽ xô tốt sự là sẽ xung đột và nó sẽ làm ảnh hưởng đúng không tới cái sự tự do của người khác hay là sự tùy tiện của người khác giữ vương nộ ca tế tô xô tô sự được tội Nếu như mà mình uh, thông qua hay còn gọi là mình cho qua rồi bỏ qua cái sự uh, tự do của của mình ý, uh, thì thì nó sẽ phải làm sao thì mình sẽ phải Oxytodomena kể thể bạn Narimasen à, Gọi là chèn ép này Hay còn gọi là mình sẽ phải uh, kiềm chế đúng không uh, Kiềm chế hoặc là uh, ép buộc này uh, Cái sự uh, tùy tiện của người khác Hay là cái ép buộc cái sự tự do của người khác O oh, ép cái sự tự do của người khác Mata donani Zibung no kateo Oxytoso tostemo Aite no kyo ga Kyoroku naraba Aite no katte ni Osae của Tony thêm vào đó đúng không hơn nữa này thêm vào đó ma tạ được dùng trong trường hợp là à, bổ sung thêm ý nghĩa của câu đằng trước hoặc là ý đằng trước gặp là donani stemo đúng không donani stemo là một cụm luôn là cho dù là mình cố uh, cho qua hoặc là bỏ qua cái sự tùy tiện của bản thân đến thế nào đi chăng nữa hoặc là mình cho qua cái sự tự do của mình là mình cho phép ấy, đúng không cho phép cái sự tự do của mình ấy đến thế nào đi chăng nữa thì nếu nhưng mà đối phương mà là cái người mà mạnh hơn là cái người mà mạnh mẽ hơn thì là mình sẽ bị cuốn cái từ này osae komare được ở đây là bị cuốn hoặc là bị ép vào cái sự tùy tiện của người khác hay là bị ép hoặc là bị cuốn vào cái sự tự do của người khác cái từ cô tô ní nào được ở đây là ở đây mình lại có cái là vớp tê mau là thể hiện sự nối tiếc có nghĩa là cái ý này là người ta đang không mong muốn là nếu như mà người cái đối phương của mình là cái người mà kiểu mạnh mẽ hơn mình gọi là có quyền lực có quyền thế hơn mình thì là mình sẽ bị buộc và bị cuốn vào trong cái sự tự do của người đấy diu ni naro to mo to yakai đào to yêu của tổ gạo và các đề số đề số ở đây là gọi là với những cái tất cả các cái phần lý giải ở bên trên thì là chắc là phải không nào đúng không các bạn đã hiểu được rằng là tối ưu cô tổ hiểu được rằng là khi mà mình nghĩ rằng là mình uh, muốn uh, trở thành tự do ấy, hoặc khi mà mình cho rằng là mình mình muốn trở nên tự do mình muốn tự do ấy thì là một cái điều rất là phiền phức rất là phiền hà giống như là những cái ví dụ ở trên người ta đã vừa nói thế nên là ở cái bài này là nó đưa ra cái cây được cái gì với cái gì ạ nó chính là ziu và cái từ tệ hoặc là taninokatte là sự tự do nó được so sánh được ikai được được nói một cách thay thế với cái sự tùy tiện của bản thân và người khác và nếu như mà mình cứ uh, cho qua hoặc là mình cho phép cái sự tùy tiện của bản thân thì đối phương sẽ bị oxitoromere là sẽ bị dồn ép cái sự tự do của đối phương mà nếu như mà đối phương là một cái người rất là hùng mạnh đi thì là mình sẽ bị dồn ép rồi mình sẽ bị cuốn vào cái sự tự do của đối phương. Thế nên là cái việc mà di độ đúng không? Nếu mà mình nghĩ rằng là mình muốn tự do ấy thì bản chất nó là một cái điều rất là nhạc cải đúng không? Rất là phiền phức, rất là phiền hà. Nên bây giờ mình sẽ lựa chọn đáp án này. Hito Minna Tự doになりたいと考える가,自分勝手な行動はやめなければならない. Là bắt buộc phải từ bỏ cái hành động uh, tự do của bản thân. Mặc dù là con người rất là muốn, ai cũng muốn tự do nhưng mà phải bỏ cái hành động ấy đi thì cái này nó không có nói đến. Cái đoạn là mà Yamena kể để bà Nara này đấy không có nói đến. Hito tổ o saserade ruroua iara ga kansen ni zyou ni naru koto konomu wake demo nai. Cái này cũng không hề nói đến trong bài đúng không Mặc dù là con người rất là ghét Cái việc là bị bắt làm cái gì đó Nhưng mà Không phải là con người Sẽ hoàn toàn thích Cái việc là trở nên tự do Nhưng mà trong cái bài này là nói là gì Ai thì cũng thích tự do mà đúng không Nên là cái đoạn mà Waki mộ này Đây là không đúng này Hito ạ 各人の自由を勝ち取るためには他の人と衝突することが重要である là để mà um, chiến thắng đúng không? Chiến thắng cái giành phần thắng với sự tự do của mọi người ấy, thì là cái việc quan trọng ở đây là phải phải xung đột hoặc là làm ảnh hưởng hoặc là phải uh, gây uh, xung đột với lại những cái người khác là một cái điều quan trọng thì cái này không hề nói đến trong bài rồi Nên là đáp án của mình nó là 4 thôi đúng không Có vẻ như cái bài này chọn đáp án thì nó cũng khá dễ à, Chủ yếu là mình sẽ bắt gặp cái dạng bài như thế này Để mà mình Phân tích thôi đúng không <laughs> là, là Mặc dù là chúng Mặc dù là con người Tất cả mọi người thì đều muốn Trở nên tự do Nhưng mà vì là nó gây xung đột hoặc là gây ảnh hưởng tới những người khác nên là đây là một điều rất là tai hên đúng không? Đây là một điều rất là phiền phức hoặc là vất vả đấy. Cái từ giặc ở đây này nó bằng với cái ý tai hên ở đây còn cái từ xô so tốt sự ở đây nó chính là uh, các cái ý ở bên trên của mình đúng không xô so tốt sự với sự uh, tự do của người khác này uh, mình sẽ kìm nén cái sự tự do của người khác này uh, rồi mình sẽ bị cuốn vào cái sự tự do của người khác này tất cả những cái đấy nó là nhạc cai và nó là tai hiện nên đáp án của mình nó là cái số 4